Truy cập ngay Shopping Retro Club để nhận ngay tất cả các sự kiện đang giảm giá 50% và vòng quay siêu khuyến mãi, siêu dở chúng. Các bạn hãy truy cập vào link mình để trong phần mô tả và bình luận nha. Cảm ơn anh em luôn dành ra chút thời gian quý báu của mình để quay trở lại và tham gia vào bằng hai tặc bình Red. Sau khi những thông tin đầu tiên của chapter 1074 ra mắt thì chúng ta đang rất nóng lòng để biết được những chi tiết của chapter này là gì. Thật sự một số sự kiện trong chapter này đã gây sốc khi đi ngược lại với suy nghĩ của những người hâm mộ. Sabo trước đó đột nhập vào trong thánh địa Medinjoy để giải cứu cho Kuma. Cũng là lúc mà Ngũ Lôi Tinh lên một kế hoạch thủ tiêu đức vua Nefertari Korra khi hội nghị Liverley diễn ra. Vua Korra đã bị giết chết, mọi tội lỗi đổ lên đầu của Sabo và có sự nhúng tay của một gành. Hắn ta đưa ra cái tin này một cách rất chủ động. Chúng ta đang nhớ lại chính phủ đã cử đặc vụ Cyberborn đến yêu cầu một gan chấm dứt đưa tin về cái chết của vua Korra. Mà điều đáng kinh ngạc là hắn lại thêm tin cho rằng Sabo là người giết một trong số 20 quốc gia kiến tạo nên chính quyền thế giới. Trong khi đó thì Sabo trong cuộc gọi quân cách mạng đã thông báo rằng mình không hề làm điều đó. Và cho tới 1074, công chúa Vivi, hậu vệ cuối cùng của gia tộc Nefertari đang đi cùng với một gan liều báo và kẻ tấn công của ấy 4 năm trước, Warbolt. Tất cả các thông tin ở chấp này cũng đang dẫn đến những sự kiện cực kỳ hấp dẫn ở phía sau, như việc Luffy và Zoro ở cùng với nhau, họ sẵn sàng bảo vệ tàu Sunny và những kẻ tấn công từ bên ngoài. Những người còn lại sẽ tản ra đi tìm tiến sĩ Vegapunk, người đã mất tích một cách đầy bí ẩn ở chapter trước đó, sau khi đỡ cho bên đây tiếp cận với quả cầu tay gấu trước ký ức của Kuma. Vậy thì các thông tin tiếp theo có gì? Những tin gì đang hot đang chờ đợi chúng ta ở phía trước? Không làm tốn thời gian vàng ngọc của anh em nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích ngay và luôn cho nóng nha. Đừng quên ủng hộ cho mình một cái đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Tiếp đời chapter 1074 có tên là Mắt Bà. Mắt Bà mà nếu anh em search trên Google sẽ còn thấy người sắt, nhưng có vẻ cụm từ tìm kiếm này không hề liên quan gì đến người sắt cả. Đây là một phiên bản cải tiến của một thiết bị trò chơi điện tử. Có vẻ như cụm từ này đang chỉ đến sự nâng cấp của hệ thống các Pacific Time mới xuất hiện. Hình dạng của chúng đã có sự thay đổi. Chúng là phiên bản cải tiến tốt hơn so với Pacific Time Kuma xuất hiện trên Sabaody vào 2 năm trước. Con mà cả băng Uron phải hợp sức lại mới có thể hại được một đứa. Giờ thì sức mạnh của băng Uron cũng đã được thăng cấp. Một đòn hạ gục bộ Pacific Time của 2 năm trước. Nhưng hiện tại thì khác với phiên bản Mắt Bà, cũng không dễ dàng gì bị đánh bại. Về mặt hình dạng thì một số phiên bản giống với Kuma đã được nhìn thấy với trang phục màu trắng trong movie Ngộ Chuyện và chưa rõ chúng là phiên bản nào. Còn hình dạng cụ thể của Mắt Bà thì chúng ra sao còn phải chờ thêm hình ảnh sắc nét HD full không che vào thứ năm tuần này. Hệ thống Mắt Bà gồm có 50 Pacific Time được Sentomaru cử đi để hỗ trợ bằng mũ rơm, giúp bạn thể thuật của Vegapunk trốn thoát khỏi thích. Tuy nhiên thì chapter 1074 này cũng đề cập rõ ràng rằng bọn chúng không được tham gia vào trong băng mũ rơm, nghĩa là sẽ không đi cùng họ, mà nhiệm vụ chỉ là giúp tại Ethic mà thôi. Như vậy thì nhìn tổng quan cuộc chiến hiện tại, liên minh mũ rơm sẽ có được băng mũ rơm 7 phiên bản bình mà chỉ còn lại 6, do đó Lucy đã hạ gục được Alad, 4 Seraphim và 50 Pacific Star phiên bản Mắt Bà cùng với sự tham gia của Toshi. Kèm theo đó là một nhân tố trợ sức bí ẩn mang tên gã người bùng xấu số, trợ thủ bất đắc dĩ của băng mũ rơm Karibu. Bên đây là người cuối cùng đang thu nhặt ký ức của Kuma. Về phía chính phủ thì họ đang có được những đặc vụ Cyberborn ở phía dưới hòn đảo không thể lên bên trên. Hai gã báo thủ và hưu thủ đã nằm bất tỉnh nhân sự do nhát cắn của Toshi. Ở phía ngoài khơi xa, đội đám Kizaru đang cử hành đội mạnh nhất của hải quân đến để chinh phạt và không biết rằng Buttercone có được triệu tập hay không. Nhưng mà dự đoán rằng đây là một trận hải chiến rất hoành tráng của liên minh mới bằng mũ rơm với đội đám Kizaru. Bên cạnh đó còn có một vị trưởng lão vừa mới ra trận, người sẽ giành lại quyền kiểm soát của các Seraphim trong tương lai. Sức mạnh của ông ấy cũng là một ẩn số của hiện tại. Rõ ràng rất thú vị đúng không nào? Ở phần thứ hai trong chapter 1074, chúng ta có được Luffy ở lại khu vực tàu Sunny để làm gì đó chưa rõ. Tất cả những người khác thì tổ ra trong labo để tìm biển thể thuật của Vegapunk. Tuy nhiên Sanji lại cà khỉ Zoro vì cứ mỗi lần anh ta tách nhóm, thậm chí đi cùng với nhóm luôn thì vẫn cứ đi lẹ. Cứ mỗi lần mà đi tìm một người nào đó là cái người cần tìm lại đi tìm luôn cả Zoro. Thế nên họ đã ngăn cản Thánh Lạc đi bất kỳ nơi đâu mà cứ ngồi yên ở đấy uống trà tiếp cùng với thuyền trưởng. Và tiện thể, Luffy và Zoro là những người có haki quan sát cực kỳ mạnh nên sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của các nhân tố bên ngoài như tàu chiến của hải quân để thông báo tình hình. Họ cũng là những người đủ sức để ngăn chặn các đòn tấn công từ đạn pháo hay đại bác tốt nhất. Người cao su chỉ cần chạm vào đạn pháo là nó sẽ phản đòn lại phá hủy tàu của hải quân ngay tức khắc nên rất được tin cậy. Kizaru mà đến đây thì kèo này hay phết đúng không anh em? Và mình sẽ có một cái video nói riêng về nó sớm. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha. Phần thứ ba trong chapter 1074, Bernie đã tiếp cận và chạm vào trong quả cầu chứa đựng ký ức của Kuma, phát hiện ra rất nhiều thứ. Nhưng thông qua hành động này của Bernie, chúng ta hoàn toàn đánh giá được bản chất con người thật của Vegapunk, một kẻ tham sống sợ chết bên cạnh phẩm chất thiên tài. Tại sao mình lại cho là như vậy? Đầu tiên, từ khoảng 26 năm về trước, Vegapunk được biết đến là một người vì hòa bình với những phát minh cực kỳ tiên tiến dành cho nhân loại. Đây mới là thời kỳ hoàng kim của ông ta. Dragon sau đó mời Vegapunk làm việc cho nhóm cách mạng mới nổi. Vegapunk đã từ chối và nói một cách rất thẳng thắn rằng nhóm nội loạn của Dragon nghèo rách mồng tơi. Điều này không chỉ cho thấy được sự từ chối mà còn mỉa mai quân cách mạng lúc đó. Dĩ nhiên điều này không dẫn đến sự ghét bỏ của Dragon dành cho Vegapunk, mà ngược lại, Dragon hiểu được những gì mà thiên tài Vegapunk làm cho thế giới khi phục vụ trong chính phủ. Cả hai đều giữ mối liên lạc và là những người bạn tốt của nhau.
Khi trò chuyện với Luffy và Zinbei, Vegapunk cho biết mong muốn của mình đối với thế giới. Và đang kể chuyện say sưa thì đột nhiên nghe được tiếng nổ, những sát thủ CP0 đến để lấy mạng của ông ta. Ngay lập tức Vegapunk đã ngắt cuộc trò chuyện để tàng hình trốn mất. Hẹn gặp lại nhóm Luffy trên labo. Chỉ cần cảm nhận được nguy hiểm, ông ta sẽ nhanh chóng đụng đi. Đặc biệt hơn là đã cử Shintomaru xuất trận để giúp đỡ mình trốn thoát, đặt cậu ta vào trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Vegapunk đã sử dụng quá khứ, nói rằng mình có ơn nuôi dưỡng với Shintomaru từ nhỏ, giờ ông ta bị tấn công chẳng lẽ lại không giúp được hay sao? Rõ ràng Vegapunk cực kỳ chết nhát vì tính mạng của mình mà sẵn sàng hy sinh những người khác dù thân thiết cỡ nào đi nữa. Đó chỉ là khía cạnh về mặt bảo toàn mạng sống. Nó không đồng nghĩa với việc Vegapunk xấu xa hay là độc ác, mà ông ta luôn đặt sự an toàn của mình lên trên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì, kể cả đồng đội. Giờ thì sự biến mất của ông ấy một lần nữa có thể cũng liên quan đến việc Bunny đã đúng khi đoán ra được đó là ký ức của Kuma, mặc cho Vegapunk nói rằng đó chính là nỗi đau. Danh dự của Vegapunk đã bị Bunny làm cho tiêu tan hết, lời hứa của ông ta với Kuma cũng không được thực hiện nữa. Có vẻ như Vegapunk cảm thấy cực kỳ xấu hổ với những hành vi của mình, vì sự tiến bộ của khoa học mà bất chấp hết tất cả, kể cả lấy ký ức của một người tốt như Kuma để biến ông ấy thành một cyborg, và sau đó còn nghiên cứu cơ thể người để tạo ra hàng loạt vũ khí nhân bản. Nghĩ là sự thù hận của Bunny dành cho Vegapunk là hoàn toàn đúng đắn chứ không phải là những hiểu lầm. Người sai ở đây là Vegapunk, kẻ bất chấp tất cả mọi thứ vì khoa học. Một bước đi khác nữa cũng vừa đúng đắn nhưng vừa sai lầm của Vegapunk chính là khám phá lịch sử của thời kỳ trống. Đây là điều mà chính quyền thế giới cấm cản, bất cứ ai biết đến 100 năm đó cũng sẽ đều bị hành quyết. Vegapunk dù là thiên tài đi nữa thì vai trò cũng không khác gì với sư Clover của Ohara. Cái chết bắt buộc phải được ban xuống dành cho một kẻ cực kỳ sợ chết. Ông ta không thể tiếp tục cống hiến cho nhân loại sau khi phạm phải điều cấm kỵ, rất đáng tiếc. Phần thứ tư trong chapter 1074 liên quan đặc biệt đến Vivi, người mà chúng ta nghĩ rằng đã rời khỏi thánh địa cùng với Sabo, chứ không phải là một ai khác trong suốt chiều dài tận mấy năm ròng rã. Sabo hoàn toàn không gặp Vivi, mà anh ta đã gặp Bunny. Chính Bunny đã định nói chuyện về Sabo cho Luffy nghe, nhưng mà đã không nói khi vừa đặt chân lên trên đảo sau sự cố đắm tàu. Giờ thì chúng ta đã biết rõ được cuộc tẩu thoát đó diễn ra như thế nào một cách cụ thể hơn. Đầu tiên là kế hoạch ám sát Đức Vua Cobra của Ngũ Lôi Tinh được thực hiện. Họ đã làm điều này trong bí mật khi hội nghị Lively kết thúc mà Sabo không hề hay biết. Có vẻ như Vivi đã đi cùng với gia đình của mình khi đó, với sự giúp đỡ của Warbone thì cô ấy đã rời đi an toàn. Warbone từng là cựu vương của vương quốc Rum, sau đó bị đá đít để cho Danton lên nắm quyền. Chính phủ đã cắt cho hắn một vùng đất khác mang tên là Black Rum để thành vua ở đó. Có vẻ hắn đã lót tiền để có thể có một cái ghế trong hội nghị Lively trong lần gần nhất. Warbone đã ăn trái quỷ Baku no Mi, một cái miệng rộng khủng bố cho hắn nhai được tất cả mọi thứ từ trái quỷ. Nó cũng đồng nghĩa rằng Vivi sẽ có thể trốn trong miệng của Warbone khi biến cố xảy ra. Trước đó, Warbone từng rất cay vua Cora nên đã tát Vivi một cái khi cô còn nhỏ. Nhưng để tránh cuộc chiến của các quốc gia nổ ra, Vivi đã hành xử rất không ngoan. Ở chapter 956, một gang liều báo đã nhận được một tấm séc của chính phủ, yêu cầu không được đưa vụ Cora bị giết chết lên trên cái mật báo. Nhưng mà hắn ta đã từ chối số tiền khổng lồ đó, còn giết luôn cả đặc vụ của chính phủ để thủ tiêu. Tiếp đến, thì Warbone đã chủ động gọi cho một gang và thấy là tin tức vua Cora đã bị Sabo giết chết ra lò, gây hoang mang trên toàn thế giới. Đối với các quốc gia muốn lật đổ chính quyền thế giới thì lại là một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt hơn. Bởi quân cách mạng cuối cùng cũng đã tuyên chiến trực tiếp với chính phủ. Giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ thêm cuộc trò chuyện của Vivi và Warbone tiết lộ những gì nữa thôi. Tiếp tục thì Morgan đã đưa ảnh Luffy G5 lên trên tờ trên nải của cậu ta phát đi trên toàn thế giới. Chiến binh truyền thuyết Nika đã lộ diện, lại gây thêm cơn địa chấn khác cho những nô lệ, những người luôn tin vào Nika với mái tóc ngọn lửa và cái miệng cười ngoác ra. Giờ thì Morgan lại chuẩn bị lên thêm một cái tin chấn động nữa. Tứ hoàng Luffy đã bắt cóc tiến sĩ thiên tài Vegapunk như một lời kích động đối với cả thế giới, làm chính phủ điều đấn tột độ mặc dù Vegapunk đã chủ động liên minh với Luffy. Rất nhiều diễn biến hấp dẫn đang đẩy chính phủ ở trong nước cờ không thể đặt cái mông ngồi yên trên ghế được nữa. Im Sama liệu sẽ làm gì đây? Trên đây là một số phân tích nhanh của mình cho chapter 1074 mới ra mắt, và mình sẽ cung cấp chi tiết đến cho anh em vào những video sau khi ra bản full. Bye bye và hẹn gặp lại.